ta bắt đầu giới thiệu về mình. Em xin tự giới thiệu, em tên khai sinh là Lê Quang Hưng. Hiện giờ em đến từ Thanh Hóa. Em đang công tác làm công việc kinh doanh bán bếp ga tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em có hai cửa hàng ở quận 10 và quận Bình Thạnh. À, làm chủ bếp ga đó hả? Dạ. Vậy về khỏi mua bếp rồi đó. Mời em giới thiệu. Em xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Em tên là Hà Thị Năm. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em là nhân viên kế toán. Em đến từ Ninh Bình. Hiện tại thì em sinh sống ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Ở đường gì em? Huỳnh Văn Lý ạ, anh biết không ạ? Có, Huỳnh Văn Lý, anh hay giao hàng ở đó. Sao nữa, mình lập một cái cửa hàng ở trên đó luôn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình kéo dài được 4 năm và một mối tình kéo dài được hơn 1 năm. Hồi đó tuổi trẻ bồng bột một chút, mình cũng chưa có cái tính cẩn thận như bây giờ. Em cũng chưa có ý định là sẽ lập gia đình thời tuổi trẻ. Em đầu tư công việc nhiều. Em cũng có quan tâm đến bạn gái, nhưng mà bạn gái cũng không hiểu được cái công việc của em. Cho nên đôi khi hơi trách móc em một chút. Ví dụ thay vì một tuần bạn gái yêu cầu em là phải đi chơi 5 ngày đến 7 ngày, em chỉ đáp ứng được 2 ngày thôi. Đến 3 ngày thì bạn gái không hài lòng. Công việc của em thì thật sự nó em tự làm, cho nên là bước đầu em khởi nghiệp nó đang còn nhiều khó khăn. Đúng rồi, em cần đầu tư thời gian cũng như là sức lực vào cái công việc của mình để khi nào mà nó lớn mạnh lên thì mình thuê được nhiều người thì mình có thời gian mình sẽ. Anh nghĩ nếu bạn gái thương em hoặc là dạ. hiểu em thì chắc chắn sẽ hỗ trợ em dạ, trong công việc phát triển sự nghiệp. Nhưng bạn gái em thì lại không giúp được em trong cái vấn đề đó. Còn em thì sao, mình trải qua mấy mối tình? Em chưa có mối tình chính thức nào. Em nghĩ là có thể là do công việc của em, nhiều khi thì em cũng khá là bận đó. Công việc áp lực nhiều nên là em cũng không có cởi mở với đi chơi với các bạn khác nhiều. Thế mà vậy mình cũng phải sắp xếp công việc như thế nào, phải dành cái thời gian dành cho bản thân của mình, cho cái tình yêu thì nó mới có thể tiến tới hôn nhân được. Dạ. Cả em và anh ấy hai người chia sẻ thì thấy ai cũng là lo công việc nhiều. Đúng rồi. Thử hỏi ảnh thử coi, bây giờ thí dụ như mình hẹn hò thì thời gian mình dành cho nhau như thế nào? Hẹn hò với nhau thì bao nhiêu lâu mình sẽ gặp nhau một lần ạ? Nói chung bây giờ công việc của anh ấy thì anh chủ động trong công việc và thời gian được. Chỉ cần em rảnh anh có thể sắp xếp cái thời gian của mình và anh đến anh gặp em được. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một người cao hơn em để có một cảm giác là được bảo vệ. Muốn cao bao mét mấy, em cao bao nhiêu? Em cao 1m69 chị ạ. 69 được không cưng? Dạ được ạ. Em thích một người mà quan tâm chăm sóc những người khác, những người trong gia đình không chỉ riêng em, biết lo lắng cho cuộc sống tương lai của gia đình. Em không thích người nói dối. Em không thích người mà thiếu quyết đoán nữa. Rồi, bạn trai. Em thì không thích con gái tóc ngắn á, mà da ngăm ngăm quá vì em cũng hơi đen. Thì trắng, trắng thì em cho nhưng mà em không có trắng. Không thích con gái là hay càm ràm, hay soi mói quá em không thích. Em càm ràm, em không thích người ta càm ràm. Như ngoại hình. Nói chung ngoại hình thì dễ nhìn cao hơn 1m55 là được rồi. Em cũng không quan trọng về ngoại hình lắm. Vậy bây giờ xấu hay đẹp thì có tiền ra thẩm mỹ là xong hết. Không quan trọng mà đen không thích là sao? Cô bên này cũng đen thùi lùi à? Không quan trọng mà không thích đen làm sao? Về cái đó là cái làn da. Còn chị đang nói về ngoại hình cao, to hay thì cái làn da cũng là ngoại hình vậy. Nhìn vô là thấy liền đó. Bây giờ cô được hết trơn đó. Tốt hết, bây giờ cô đen thùi lùi hả? Tắm trắng. Nhất định phải tắm trắng à? Để không tắm cho nó sáng sáng xíu thôi chứ nhìn đen, gái đen hơi xấu. Ví dụ như trắng giống chị này nhìn đen. Trời ơi, chị là đen chứ trắng gì. Trời ơi, đu đu xè xè mượn tay coi. Trời ơi, tay kia. Ủa, buôn bán nữ trang hả? Dạ không, em buôn bán bếp. Buôn bán bếp mà sao đeo vàng ngộ vậy, đỏ chói hai ngón mà nhãn bự quá vậy. Hả? Cái này là cái sở thích của em thôi. Nay mốt quen bạn gái có tặng bạn gái đeo chung không? Đương nhiên là nếu bạn gái làm bạn gái làm vợ em thì đương nhiên em phải lo vấn đề này thôi. Bạn gái hay vợ? Vợ chứ. Rồi bạn gái có tặng không? Bạn gái thì không tặng. Bạn gái là không tặng. Người ta đâu có làm vợ mình đâu, tặng nhẫn là mình. Tặng ta đeo chơi, đeo cho đẹp. Đâu có, em không có hào hoa đến mức đó. Thì ví dụ như lễ Tết ngày đặc biệt thì em tặng cái gì? Tùy theo thời điểm, em sẽ nghĩ ra một món quà gì đó để nó phù hợp với cái hoàn cảnh lúc đó. Em sẽ tặng. Tặng xong mà rủ như không có đám cưới là đòi lại đúng không? Còn tùy thuộc chị, chứ cái đó thì tùy luôn hả? Định qua coi đàn gái coi sao mà gái làm khó quá vậy. Ồ, chào gái. Bây giờ em nghe cái giọng nói anh này em cảm nhận ảnh là người thế nào? Bởi vì làm bên kinh doanh á nên em thấy anh cũng là một người quyết đoán, đáp ứng được một cái yêu cầu của em đấy là em thích những người quyết đoán và tự tin như vậy. Em có hay ghen không? Nói chung là khi mà thấy người mà mình thích mà đi với bạn khác thì tất nhiên là vẫn không vì vui. Anh là giám đốc.
công ty ông đi ngoại giao suốt ngày luôn, thậm chí là gọi mời khách hàng để mua hàng mình. Thường là bà vợ hay ghen lắm. Tại vì em cũng làm việc trong môi trường văn phòng nên em cũng biết những cái vấn đề đấy, nên em thấy là những cái chuyện đấy thì không thể tránh khỏi được. Theo em thì người phụ nữ làm gì để giữ lửa được hạnh phúc của gia đình? Em nghĩ là cái sự quan tâm đến anh ấy, tạo ra một cái mái ấm gia đình, nơi mà anh muốn về là điều quan trọng. Rồi, cái đó mới quan trọng đó. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Hôm nay mình đi với ai em? Hôm nay em đi với hai người tình không bao giờ cưới của em, là hai người bạn thân của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em, tại vì em cũng chưa tiếp xúc với anh mà em coi cái cách nói chuyện của anh á, thì em cũng có cái nhận xét là anh chắc là rất là một người rất là khó tính. Không khó lắm em ạ, anh cũng rất là dễ. Không, cái cách nói chuyện của anh, tại vì em là người Thanh Hóa mà, em cũng khuyên năm là cho mình một cơ hội, và anh cũng cho mình một cơ hội, biết đâu hai mình hay hai người có thể hợp nhau. Cảm ơn em. Rồi, bạn đi với ai? Đi với một số anh em đồng nghiệp của em, bếp Đức Thanh. Xin em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, cùng tất cả toàn thể các bạn trong trường quay. Em xin đính chính lại cái lời anh Minh vừa lúc nói là có là cảm giảm, nhưng mà cái từ cảm giảm này không phải là trong cuộc sống mà là trong công việc. Công việc anh là một người rất là kỹ tính trong công việc. Khi mà làm một cái công việc gì đó mà để khách hàng mà người ta không ưng thì tất nhiên là anh phải nói, chứ không thể là không nói được. Còn em xin nhận xét về bạn nữ bên đây là bạn là một người vui tính, xinh đẹp. Em xin hết ạ. Rồi bây giờ kéo màn cho hai người gặp nha. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện. Rồi mời bạn. Nhà tặng em món quà. Em cảm ơn em. Này giống như mặc áo đôi vậy ha, cùng màu xanh hy vọng. Nãy giờ anh cũng quên mất tên của em này, em giới thiệu được tên với tuổi rồi. Và em tên là Năm ạ. Năm, em bao nhiêu tuổi? Tụi em 28 tuổi ạ. 28 tuổi. Thì em quan niệm như thế nào về hôn nhân? Đầu tiên là hai người phải có tình cảm với nhau và thực sự là yêu thương nhau thật lòng, xác định đi đến với nhau và cùng nhau tạo dựng nên một cái mái ấm. Trong khi yêu nhau, người bạn trai gặp khó khăn thì em sẽ xử lý như sao? Thường thì em sẽ thích là người bạn trai sẽ chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống với em. Mọi thứ đều em đều muốn biết, chứ không phải là khi mà em đã biết được những khó khăn của anh ấy, nếu như mà em có thể hỗ trợ được gì thì em sẽ hỗ trợ. Em có câu hỏi gì cần hỏi anh không? Gặp em thì anh có đáp ứng đủ được yêu cầu của anh không? Nói chung là nhìn em rất là xinh, anh thấy rất thích. Anh mong rằng sau chương trình chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Nếu như tiến tới xa hơn được thì anh không hứa gì cả, anh sẽ làm, anh sẽ dìu dắt em, chăm sóc cho em và lo cho em từ hôm nay và mãi mãi. Em cảm ơn. Nói chung là anh gặp em cũng là một cái duyên rồi. Anh cũng mong rằng là chúng ta sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu tiến tới xa hơn. Em có đồng ý không? Hết thời gian. Chúng ta để tay mình nút bấm và nhắm mắt lại, kiểm tra xem con tim mình có thật sự rung động chưa. Đối phương có phải là một nửa yêu thương để mình cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời còn lại không? Rồi, nhắm mắt lại, suy nghĩ đi. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. 1 Rồi, hãy nắm tay nhau nào. Đây là những cái vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Cảm giác thế nào vậy anh? Rất là run ạ. Rất là run hả? Đây là quà tặng cho các bạn. Một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Pana TV 50 inch. Nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì TV sẽ có trong nhà của các bạn. Hãy nắm tay nhau thật chặt, đừng buông tay nhau ra nhé. Đi xem phim, tìm hiểu, hẹn hò và nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Rồi. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Thưa quý vị, như vậy là hai cặp đôi hôm nay đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Hôn nhân sẽ tiến tới gần hơn với hai cặp đôi này. Và bây giờ thì Quyền Linh và Cát Tường xin chào tạm biệt.